chọn lựa kỹ từ nguồn, rửa bằng nước biển, làm sạch sẽ trước khi đóng gói, cấp đông hải sản tại nguồn trước 3 tiếng đồng hồ. Vì theo điều kiện tự nhiên, những sản phẩm tươi sống nếu không ướp hóa chất thì không thể bảo quản ngoài môi trường quá 3 giờ. Dù dự án này chỉ mới triển khai ở một cửa hàng tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng doanh thu đã tăng từ vài trăm ngàn lên tới gần 10 triệu đồng một ngày. Lựa những con cá ngon nhất, tươi nhất, đưa vào quy trình làm trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó là thành phẩm và đưa vào đây. Trong suốt quá trình nó không được rã đông thì mới ăn con cá nó mới cảm thấy ngon và chất lượng. Thì mình cam kết là mình sẽ không có bất kỳ hóa chất bảo quản nào trong quy trình hết. Theo thống kê, tỷ lệ người tiêu dùng quay lại cửa hàng chiếm hơn 70%. Và dù giá có cao hơn thị trường từ 5 đến 10%, nhưng người dân vẫn chấp nhận. Con cá nó có cái vị ngọt và nó có độ vị dai. Chứ còn như ở ngoài chợ thì nó có cái cá nó không có độ ngọt và ăn cái miếng cá là nó bở. Giá cá thì nó hơi nhích hơn một chút. Trước thị trường thì nó rẻ. Thế nhưng mà đổi lại thì mình lại an tâm hơn. Cái vị của nó giữ được nguyên mà ăn nó ngon hơn, cái đó mới là quan trọng. Nếu mà phát hiện ra có hóa chất bảo quản trong con cá của mình á, con cá của một con tụi em á, thì sẽ trả 20 triệu đồng luôn nếu mà phát hiện. Và nếu mà chỉ cần khách hàng không hài lòng về chất lượng sản phẩm mà nói là không ngon hay là không tươi gì đó thì em sẽ hoàn trả 100%. Không chỉ hải sản, những cửa hàng vườn rau sạch, rau hữu cơ, thịt sạch như thế cũng đang ngày càng được nhiều người đầu tư. Giá nó sẽ hơi chênh lệch một chút, bởi vì là cái quy trình trồng trọt của mình á thì mình phải theo đúng cái tiêu chuẩn mà nhà nước đã đề ra. Thì cái quy trình đó là mình, thứ nhất là mình phải quản lý chặt chẽ về cái phân bón nè, rồi cái thuốc trừ sâu nè. Hơn nữa là cái mình trồng đúng theo tiêu chuẩn thì cái năng suất của mình nó sẽ không có cao như những cái đơn vị mà ta sử dụng những cái thuốc loại tăng trưởng. Hiện đã có những tiêu chuẩn rõ ràng như phải có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn HACCP, Global Gap, Việt Gap. Và đây là điều mà người tiêu dùng cần quan tâm.